Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video theo của mình. Thì ở trong video này thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn các bạn cách tải video bất kỳ ở trên Facebook về điện thoại của mình và ở cả trên hai nền, nghĩa là trên Android và trên iOS, tức là iPhone và iPad đấy. Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải trên iPhone trước nhé. Rồi, bắt đầu ngay. Thì bây giờ các bạn hãy theo dõi để mình hướng dẫn luôn cho các bạn nhé. Ok. Bắt đầu để mà tải được ở trên video ở trên Facebook về điện thoại ở trên cụ thể là trên iPhone thì các bạn các thiết bị iPhone thì các bạn đầu tiên các bạn phải tải cho mình một cái phần mềm nhé, hay một cái app hỗ trợ này. Các bạn vào cho mình một App Store này và các bạn gõ cái tên của cái app đó là My Media nhé. Đây, đó là cái màu xanh này này, nãy mình đã tải về rồi đấy, nó hiện cập nhật nhưng mà mình chưa cập nhật đấy. Đấy, các bạn nhớ gõ từ My Media nhé, nó sẽ ở ngay dòng thứ hai rồi đấy. Rồi, sau khi tải xong về thì các bạn không cần phải làm gì, các bạn vào Facebook luôn nhé. Đó, các bạn vào Facebook cho mình luôn. Rồi, đây là cái một loạt cái thông tin trên Facebook và để tìm các cái video mà các bạn tải về ấy, thì mình sẽ vào mục video thịnh hành luôn nhé, để cho nó dễ. Đó, đây, ở đây mình sẽ cho nhỏ tiếng đi để tránh bản quyền nhé. Rồi. Cái này thì mình sẽ chọn cái video ngắn thôi để cho nó tải cho nó nhanh. Đang bị đơ mất rồi. Rồi mình gọi lại nha. Rồi. Video này 6 phút rồi, dài quá. 1,4 đây mình chọn cái này nhé. Mình chọn cái video này. Đấy, mình chọn vào xem này. Rồi. Các bạn nhìn thấy đây mình thoát ra ngoài nhìn trên này cho dễ nhé. Rồi, các bạn nhìn thấy ở bên phần trên này này, nó có dấu ba chấm này. Đó. Hoặc là bên dưới này nó có cái chia sẻ này, các bạn chọn vào chia sẻ nhé. Đấy. Và các bạn chọn vào cái hay hình móc khóa số 8 này này để sao chép cái link nhé. Đấy. Đó, thì đấy nó sẽ hiện là đã sao chép rồi, các bạn thoát ra ngoài. Và bây giờ công việc của chúng ta là vào cái ứng dụng My Media chúng ta vừa tải về đấy. Đó. Rồi. Các bạn chọn vào cái địa chỉ web đầu tiên nhé. Đấy, các bạn chọn vào. Và các bạn xóa đi, xóa những cái địa chỉ cũ đi. Các bạn gõ cho mình từ như sau nhé. FB này. Đấy, là cái dòng này này. Dòng thứ hai đấy. FB này. Download .io này, các bạn kích vào, các bạn gõ đúng như từ đó cho mình nhé. Rồi, sau khi các bạn gõ thì nó sẽ hiện ra một cái đường link như này và các bạn nhìn thấy ô thả đường link vào đây nhé. Các bạn giữ khoảng 2 giây thì nó sẽ hiện là chữ paste, các bạn dán cái đường link đó vào và các bạn chọn từ download nhé. Đó. Để tùy vào cái mức độ video dài ngắn thì nó sẽ có một số thời gian nhất định. Video ngắn thì nó sẽ hoặc là chất lượng nó thấp thì nó sẽ nhanh, còn cái video dài thì nó sẽ hơi lâu một chút. Thì các bạn đợi mình một chút nhé. Đó, đây cái này nó đã hiện ra rồi đấy. Đấy chính là cái video vừa nãy mình chọn đấy. Rồi, ở đây thì nó có cái rất nhiều cái thông số. Tuy nhiên thì các bạn cứ chọn cho mình cái HD cho nó chuẩn nhé. Đấy, đây mình chọn cái HD đầu tiên này. Rồi, download nha. Rồi, download the file này. Đấy. Cái đây là cái tên mới nhé, mình gọi là Tây đi. Đấy, server cái tên của nó thôi. Đấy, thì đây sẽ là cái phần trăm của nó hiển thị này. Đấy, các bạn có thể theo dõi. Cái này 15 MB này, cũng sắp xong rồi. Đó, cái này thì nó rất đơn giản thôi, các bạn làm đúng là sẽ tải các video trên Facebook về cho mình thoải mái thôi. Đấy, hình như xong rồi sao ấy. Đây, open luôn nha. À đâu, mình nhầm, back đi. Mình về, các bạn back ra nhé, sau chọn cái phần là media này. Ở cái ô thứ hai nốt nhạc này, các bạn chọn vào này. Đó, đấy, tây này, đấy. Các bạn có thể xem luôn ở trên này. Xem luôn ở trên cái app này luôn. Đó, chính là cái video mình vừa tải về. Và tiếp theo thì để mà lưu vào những cái kho ảnh của mình ý, thì các bạn chọn vào cái phần đó nhé.
Các bạn chọn vào phần rename này. À nhầm, mình xin lỗi. Mình xin lỗi, mình sửa lại đây. Open này. Đấy. Các bạn chọn vào phần là server to camera roll nhé. Đấy. Nó sẽ lưu vào cái phần cái các cái phần ảnh của mình ấy. Đây là cái phần ảnh trên này, này. Mình mở vào thử nhé. Đấy. Đây chính là cái video vừa nãy đây, các bạn nhìn chưa? Cái video ở ngoài cùng này này. Một phôi từ đấy. Mình mở luôn nhé. Đó. Đấy, rất đơn giản. Thì các bạn có thể làm theo cách này để tải các cái video trên Facebook về bất kỳ trên Facebook về trên điện thoại, cụ thể là iPhone nhé. Rồi và các bạn theo dõi cái đoạn sau để mình hướng dẫn cho các bạn tải trên những cái thiết bị Android nhé. À rồi, ở trên các cái thiết bị Android thì các bạn cũng tương tự như ở trên iOS thôi, tuy nhiên thì nó sẽ đỡ các cái thao tác hơn một chút. Đây, mình cũng vào Facebook cá nhân của mình như bình thường nhé. Và các bạn mình vào cái mục video để cho nhanh nhé. Các video khác các bạn tương tự, thì các bạn nhìn thấy cái dấu ba chấm này. Đó, thì các bạn chọn phần ba chấm này. Rồi, nhìn thấy các bạn tiếp tục nhìn ở dưới sao chép liên kết. Mình vào đây mình lấy cái link để mình sao chép nhé. Rồi, sau khi sao chép xong thì các bạn có thể thoát ra ngoài. Và các bạn vào tiếp cho mình một cái trình duyệt, nó là trình duyệt Chrome trên điện thoại của bạn nhé. Nếu bạn nào chưa có cái trình duyệt này thì các bạn có thể tải về máy tính điện thoại của bạn. Rồi, sau khi vào mục Chrome thì các bạn gõ cho mình một cái đường này, tên là FB Down này, Video Download này. Các bạn kích vào. Hoặc là các bạn gõ tắt từ FB này, down.net này, đây như cái đường link này nhá. Đấy, mình gõ vào luôn. Đấy. Là cái đường ở trên này này, fbr.net đó. Rồi, bây giờ công việc của bạn chỉ việc nhấn thả cái đường link vào cái ô Enter Facebook này. Đó. Đây. Mình dí khoảng chọn giữ nhấn dí khoảng 2 giây ấy, thì nó sẽ hiện ra cái chữ dán này, các bạn dán vào. Đây chính là cái link của video nhé, các bạn chọn download. Đó. Đây. Cái video này xuất hiện ngay bởi vì cái video này nó chất lượng nó thấp đấy, nên là nó sẽ xuất hiện nhanh. Cũng có hai phần, cũng có cái phần đào về, tuy nhiên là nó khác ở cái phần iOS nó có nhiều hơn, nó ít hơn. Chỉ việc các bạn nhìn thấy có phần mức chế độ bình thường này hoặc chế độ HD này. Mình chọn là chế độ HD đi. Đó. Rồi. Sau khi các bạn kích ra thì nó sẽ hiển thị ra cái video này. Các bạn nhìn thấy dấu ba chấm này. Đó. Các bạn kích vào ba chấm thôi. Đấy, các bạn kích vào dấu ba chấm này. Đó. Các bạn chỉ việc nhấn tải xuống thôi. Đó. Đấy, đang tải xuống này. Các bạn có thể theo dõi trên thanh công cụ này. Đó. Rất đơn giản. Đấy, công việc của mình thì giờ bây giờ chỉ là việc đợi nó tải về thôi. Là mình vào xem thôi. Cái này thì các bạn có thể vào trực tiếp phần ảnh của mình xem nhé, hoặc là thư viện của mình đấy, không phải làm các bước nhiều nữa. Rồi hoàn tất rồi đấy, bây giờ mình thoát ra ngoài nhé, mình thoát ra ngoài mình vào phần mục thư viện ảnh để mình xem luôn. Đây, đi thêm một ảnh mới này. Đây, đây chính là cái video đây, chữ gái xinh này mình vừa tải trên đó về xem luôn nhé. Đó. Rất là ok. Đó, các bước trên Android chỉ như thế thôi. Rồi các bạn nhớ làm theo mình để tải về những cái video mà các bạn thích nhé. Mà từ trước giờ các bạn chưa có cách nào tải từ Facebook về nhé. Ok, các bạn nếu thấy video hay các bạn nhớ cho mình một like và một đăng ký nhé. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè được biết nhé. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.